Vụ tình thất bồng lai, bà nội Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu. Chiều 15 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định, thông tin dư luận cho rằng bị can Cao Thị Cúc, 62 tuổi, bị khởi tố do giữ vai trò là đồng phạm trong các hoạt động vi phạm luật hình sự của nhóm tỉnh thất bồng lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu là chưa chính xác. Bị can Cao Thị Cúc thường trú tại số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Nơi đây được ông Lê Tùng Vân đặt tên là Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiện Am Bên Bờ Vũ Trụ. Cơ quan an ninh điều tra xác định bị can Cao Thị Cúc giữ vai trò cầm đầu nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai cùng với bị can Lê Tùng Vân. Theo cơ quan an ninh điều tra, bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong Tỉnh Thất Bồng Lai kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở công an huyện Đức Hòa để đòi cô gái Diễm My. Tại thời điểm công an huyện Đức Hòa mời cô này về trụ sở làm việc hành chính. Cụ thể hơn, bị can này đã dùng những lời lẽ nhằm xuyên tạc vai trò của công an huyện Đức Hòa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại công an huyện Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai có quyền chủ quyền đối với cô gái Diễm My. Đây là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch cũng như quyền con người. Thông qua sự cố tình đó, bị can Cúc đã mặt sát cơ quan công an huyện Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ công an tại đây. Cơ quan điều tra xác định nhân thân cô gái Diễm My rất rõ ràng về nơi cư trú là thành phố Hồ Chí Minh, chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào với hai bị can Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc và những thành viên còn lại trong nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai. Cơ quan an ninh điều tra cũng cho biết, hiện quá trình điều tra về các tội danh khác theo nội dung các đơn tố giác của nhiều tổ chức cá nhân liên quan, hoạt động của một số thành viên trong Tỉnh Thất Bồng Lai đã có kết quả bước đầu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố các chứng cứ và sẽ có thông tin chính thức đến báo chí. Mới đây, trên kênh YouTube Nam Chú Tiểu Thiện Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhị Nguyên, một thành viên sinh sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai, cũng đã đăng tải đoạn clip hé lộ lý do bà Cao Thị Cúc bị khởi tố, bắt giam. Nhị Nguyên thông tin, theo thông báo kết luận giám định được công an cung cấp, thể hiện bà Cúc có mấy câu nói đã phạm điều 331. Ngoài ra, Nhị Nguyên cho biết, những lời nói của bà Cúc do người khác quay và đăng tải cũng là một người khác. Cao Thị Cúc là chủ của một khu đất nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai. Qua xác minh, năm 2014, bà Cúc lúc đó có hộ khẩu thường trú tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, mua lại nhà, đất với diện tích gần 2.000m2 của một người khác ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng với bà Cao Thị Cúc và bắt đầu nhận nuôi trẻ em cơ nhỡ. Tuy nhiên thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động, nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra còn có một bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và một bé vừa được cậu ruột đón về sinh sống tại Huế.